Này cô bé. Hello tất cả mọi người. Hello tất cả mọi người. Hôm nay có ai đang xem livestream của em không? Bây giờ đầu tiên là mấy chị phải đủ má chia sẻ cái livestream. Mấy chị chia sẻ gầm gộ lên cho em nha. Ai đang mong muốn có tiền, mong muốn có tài lộc thì mọi người chia sẻ livestream cho em. Mấy chị chia sẻ nhiều lên. Rồi đưa tiền phần trăm cho ông Hoàng, đúng chưa? Cô ơi, con có gửi hình qua bên cô rồi, cô có thấy con không cô ơi? Thấy Nguyệt Lê. Bây giờ trong livestream này, cho cô dòng ướt thăm lên. Hùng lấy cô dòng ướt đi Hùng. Huy ơi, bữa nay giảm giá bóp, bóp rẻ tiền không? Rồi, Hùng lấy cái dòng nào nó trơn trơn chút coi Hùng. Hùng nè, nó gì nè, sao mà ấy được kêu may, nó làm cái gì lựa cái nào trơn trơn chút coi. Em xin thỉnh phép giữ tiền đúng không? Đủ mắt cô cho em cái phép này là đảm bảo 100% nha. Đảm bảo 100% nha. Tiền bạc tài lộc vận may của em nó vô như diều gặp gió luôn. Ủa thì cái bóp để tiền của mình của cô đang xài là nhiêu tiền nha con? Dạ rồi còn 399 đó hả? Mốt mốt gọi là chưa may chắc ta em cũng chưa chắc. Má lấy con nè, 50% tiền đất rồi mà kêu cho nhân viên tao có 50.000 à, đéo cho. Để tháng sau tao trừ cho đúng. Tháng sau trừ riêng Thi thôi. Còn thôi may là trừ. Không cho đâu. Hay là? Tại vì nó cũng tích chung mà, ví dụ cho ông Tú hoàn toàn cho tại vì tao tưởng mấy trăm nghìn rồi mày ơi. Tại nó bán tết. Thì chết được mấy trăm vô cỡ 50.000 cho người ta đi. Mà năm lục bự cũng sẽ có thể bỏ. Mai có con mà tính nhỏ mọn quá. Mặt mụn không? Ghẻ không? Bực cái đèn like lớn lên chị vợ. Đèn like hả? Hạnh phúc lắm hay sao cù hoài tắm chưa ba? Chưa lắm luôn. Trên tắm. Chưa làm hả? Lên làm lấy tắm. Thôi thôi, lên tắm đi, kêu người khác lên làm like đi. Đi lên. Từ, để chỉnh nè, đèn được chưa? Ủa sao mà không ai đứa nào một cái đèn chùm live stream, một đèn chùm lên cho cô vậy? Bây giờ cô nói trước nha, chỉ duy nhất trong cái live stream này thôi thì cái bóp đẻ tiền này là 399. Thì ngày hôm nay sẽ là phi ship cho mấy chị. Nhưng mà chỉ trong cái live stream này là em phi ship thôi nha. Là giá của nó là 799 nhưng mà giảm cho mấy chị còn 399. Thì bây giờ mấy chị nào đặt hàng comment giùm em bóp đẻ tiền Thi ơi. Bữa nay cô phi ship đó nha. Là phi ship cho mấy chị nha. Cái này nè là 599 em giảm cho cô chứng nhận hồ ly. Giảm cho mấy chị còn 399. Và em dám cam đoan một điều nè, đủ mát tao nói thiệt nha. Con nào làm gái hoài không dư, con nào mà tiền không có thỉnh cái bóp về tao nói tiền nó vô ngập mặt. Nhưng mà đừng ai comment số điện thoại nha, tại vì comment số điện thoại thì sẽ bị giả mạo. Bây giờ mấy chị comment giùm em bóp đẻ tiền. Comment bóp đẻ tiền thôi, vô trong tin nhắn tự động bên em sẽ nhắn tin cho mấy chị nha. Hôm nay nhìn cô đẹp dịu dàng quá. Ý mày nói mấy bữa tao đẹp giống quỷ á hả? Không, bây giờ chị nào đặt bóp đẻ tiền còn nhiêu cái không? Chị đúng 17 cái bóp nha. Mèo mắt rồi, ok tí hơn. Mình gặp nhau trong tin nhắn nha. Ủa Tú, ngày hôm qua khi mà tắt like á, ba cái bài kia có đẩy vô tin nhắn không? Có mà. Rồi nha, bây giờ mấy chị nào đặt hàng nè, comment giùm em bóp đẻ tiền. Cái bóp này em nói thiệt với mấy chị có tin từ bữa giờ nó hết hàng. Phạm Hậu ơi, comment số điện thoại chi vậy trời? Phạm Hậu đừng comment số điện thoại. Bây giờ hai mày tập trung làm đi, tụi bay ngồi tụi bay chia tiền đi. Ngồi bị trường đứa 200 nữa là vô tiền à.
Bây giờ cái này em nói trước nè, bóp đẻ tiền. Mấy chị có tin không? Về 17 cái mà từ sáng giờ khách dí quá trời luôn. Ai cũng xin thỉnh hết. Thì bây giờ mấy chị nào muốn thỉnh comment giùm em bóp đẻ tiền. Nhưng mà cái số lượng không có nhiều, tại vì chỉ trên cái livestream này thôi. Em dám nói một điều mấy chị nha, khi mấy chị xài cái bóp này, kể cả em nói thiệt, con nào mà em nó xài tiền như đỉ luôn á, không giữ được tiền nha. Mà khi thỉnh cái bóp này về, mấy chị sẽ giữ được tiền. Tài lộc có, vận may có, trên cái cơ đường tiền, tiền nó không ra nữa. Và giá của nó bao nhiêu? Chỉ có 399.000. Chị nào muốn đặt comment giùm em bóp đẻ tiền. Không, em lại không có nhiều. Tại vì cái bóp này nè, mấy má nghĩ đi, hôm bữa em đem về cho tới bây giờ nè, bên phong thủy cây dựng. Da cô đẹp quá, cô cảm ơn nha. Cô xài kem xăm đó, yên chu. Không, em không có nhiều. Và em ưu tiên trên livestream, tại vì hôm nay mấy chị coi livestream là mấy chị được free ship. Chỉ trên cái livestream này bây giờ chỉ cần nhấn like và chia sẻ livestream là được free ship. Nhấn like trên fanpage và chia sẻ livestream là mấy chị được free ship. Vừa được giảm giá, vừa được free ship nha. Cái này là 399.000 em free ship trên livestream. Và chỉ ưu tiên trên cái like này thôi. Fan thì Bích Ngọc bóp đẻ tiền nè. Rồi mình gặp nhau trong tin nhắn nha mọi người ơi. Ai đặt hàng comment giùm em bóp đẻ tiền 399 và free ship. Em chỉ biết nói một điều gì nè. Nếu như cho cô cái gói màu nâu nghe luôn của hàng gì đi Tú ơi. Nè, ngày mai kéo cái ghế ngồi này ra quét giùm, hay là dỡ vàng rồi ra quét ở dưới giùm, ở dưới cái gầm ghế này sau lưng cái ghế dơ hầy nè Tú. Thấy không? Kêu nó móc vô nó quét cái giùm cô nha. Đó thì bây giờ em nói nè, những hồ ly đeo công dụng sao vậy? Những hồ ly thì đeo gọi là thu hút tiền thôi, này là chiếc nhẫn quốc dân rồi. Nhưng mà cái vấn đề là đủ má hàng, nó đéo có nhiều mới ác mấy chị. Thì bây giờ ai đặt bóp đẻ tiền, mấy chị comment giùm em bóp đẻ tiền. Rồi sau đó nhân viên em sẽ gặp mấy chị trong tin nhắn và em nói lý do tại sao không được comment số điện thoại. Mấy chị biết không, mấy con đị giả mạo, nó thấy mấy chị mà để cái số điện thoại lại là nó giống như là chó mà gọi là thèm cứt vô mấy chị, mấy chó ăn cứt vô đó. Nó sẽ kết bạn Zalo rồi nó bán cái lồng má tụi nó kêu mấy chị chuyển cái lồng què khí đụ gì đó em cũng không biết nữa. Nhưng mà em nói trước, bây giờ để tránh cái trường hợp giả mạo thì mấy chị không comment số điện thoại. Bé mới vô sinh năm bao nhiêu mấy chị? Tưởng khỉ không? Ai gơn vậy? Nó vô đây ngồi nó sổ theo cho mày sổ theo nè hả? Tao đang live stream á. Những hồ ly hay những hồ ly giá nhiều vậy bé Thi? Những hồ ly. Giờ hai bạn ngồi chia tiền đi, hai bạn khỏi làm. Những hồ ly là giá 299 phi ship trong live stream luôn nha. Phi ship luôn. Những hồ ly là giá 299 nha. Mấy đứa bé Tú và Bình. Cái đèn bát đó mở mặt ghi giùm cô thêm chữ phi ship. Để không có lộn. À bóp đẻ tiền em nói chứ, tại vì chỉ có trong live này thôi. Em nói thiệt với mấy chị nha, những ai mà có thỉnh phép bên cô Hương từ đó tới giờ mấy chị sẽ biết được Hồ Xuân Hương đéo bao giờ phi ship. Da cô bóng quá. Trời ơi hôm nay á mấy chị, độ má là em cột tóc lên đó nha. Chó 250 chưa mày? Đĩ keo kiệt. Đĩ với mày em keo kiệt ghê mấy chị. Tóc nó quắn như nè mấy chị, đi ra tiệm tay duỗi không có được luôn á. Cho em thỉnh hai chiếc hồ ly nhé. Rồi em cứ comment lại vậy là nhân viên sẽ đẩy vô trong tin nhắn. Và trong cái livestream ngày hôm nay phi ship nha. Yên Chu ơi cô xài kem xăm đó. Đẹp không? Da đẹp không? Đây em đi gần cho mấy chị coi nha. Không lẽ giờ em tự tin mà em lấy cái đèn lát em dội vô mặt em cho mấy chị á thiệt á hả? Xôi chứ thiệt nè. Đẹp không? Gặp em bên ngoài là da em mấy chị hơi bị ghiền luôn á. Đẹp không? Cái đèn like ai dặn lớn lên giùm cô chút xíu đi.
bé Thành. Với đẩy nó sát vô cái bàn chút xíu, đằng đây nó bị tối quá. Xích vô cái bàn. Đẩy sát vô cái bàn. Hay là giờ Thành với thằng Bình quen nhau đi. Tao tài ra chợ lụm. Xuất sắc nha cô, cảm ơn mọi người nha, đem chiếu kỹ cho mấy chị coi. Tại vì mấy chị khen da đẹp ha, không uổng công em kim ke sức em xăm sáng tối. Giờ mà soi da thiệt chứ em cho mấy chị thiệt. Chân mày chị đẹp quá, chân chị cũng đẹp nữa em nè, da thiệt nè. Hơi bị đỉnh của chớp nha mấy má, nhưng mà ngay đây có bị cục mụn nè. Cũng có bị cục mụn nữa. Da cô hồng quá, nó hơi hồng hồng ngay hai cái gò má. Nhưng mà da em đẹp, da em xài kem xăm không đó. Kem xăm là 850 một hộp xài 3 tháng. Em nói mấy chị xài kem đó hơi bị đẹp. Xài một cái gọi là đỉnh của chớp luôn. Kem xăm loại nào vậy cô? Cho cô mượn hộp kem xăm đi bé Thật, bé Thi ơi. Nói chung là nhà bán gì xài đó, không có xài bậy bạ. Con mua 2 lần rồi không có phi ship, mua 100 lần cũng không có phi ship rồi. Bây giờ bắt đầu mới phi. Đây kem xăm cô xài nè. 850 một hộp. Nói chung là phi ship là lâu lâu thôi mấy chị ơi, em không có phi ship hoài đâu. Da quá đỉnh, da cảm ơn chị Trần Sương. Rồi nha mọi người ơi, bây giờ ai mà mấy chị muốn đặt cái gì em quên mẹ nó rồi nè. Cái bóp đẻ tiền á. Trời tính em hay quên lắm nha mấy chị. Cho nên mua hàng nhớ chuyển khoản trước thì càng tốt. Tại tính em hay quên đó mấy chị. Đếm tiền quá cái mòn vân tay luôn á thiệt. Nếu mà em nói thiệt, nếu mấy chị mà ai mà biết em á nha, chỗ mấy chị mà có qua nhà em, mấy chị sẽ thấy tiền quăng khắp nơi. Cho nên đó là lý do tại sao em khuyên mấy chị, mấy chị phải thỉnh giùm em. Dùng ngày đêm đúng rồi, buổi sáng dậy là cô sẽ rửa mặt toner, rồi sau đó là sẽ thoa một lớp kem xăm. Tối đi ngủ cũng là tẩy trang, rửa mặt, toner, xong rồi một lớp kem xăm. Ngày qua ngày chỉ sống với kem thôi mấy chị. Trên lầu là em nói thì em xài kem xăm còn hơn em ăn cơm. Gần 10 hộp rồi đó. Nhớ hôm qua anh Phúc nói cùng thì em xài kem hay em ăn kem mà em xài dữ 10 hộp kem xăm rồi đó. Mới đầy đó mà em xuất sáng gì, nhưng mà em xuất rất đều nha. Mấy chị muốn da đẹp, mấy chị phải xuyên cho da ăn kem. Cái miệng mình ăn được thì cái da mình cũng phải ăn. À cái này bây giờ em nói trước là bóp đẻ tiền. Tại vì tại sao gọi nó là bóp đẻ tiền? Mấy chị đặt, mấy chị comment giùm em, giá của nó là 399 phi ship trong livestream nha. Bây giờ chị nào đặt mình nhanh tay giùm em, tại vì số lượng không có nhiều. Nhưng mà cái bóp này em dám cam đoan một điều nè, khi mấy chị thỉnh về nó cho mấy chị gọi là tiền trước chồng trước đóng. Em nói mấy má này, mấy má có muốn tiền giống như em không? Có muốn tiền mà gọi là như thế này không? Em còn nữa đó, ngày mai em đem xuống thêm cho mấy chị coi nè. Đỉnh chưa? Mấy chị muốn có được tiền nhiều, mấy chị thỉnh giùm em bóp đẻ tiền. Da cô đẹp quá, cô cảm ơn rất nhiều nha. Mình thỉnh bóp đẻ tiền về, nó sẽ cho mình được tài lộc, cho mình được vận may, cho mình được đường tiền. Kể cả những chị mà mấy chị làm từ xưa tới giờ mấy chị không có dư, bây giờ mấy chị comment giùm em bóp đẻ tiền đi. Tại vì trong cái like này em sẽ giúp cho mấy chị bằng cách là em phi ship. Nhưng mà em dám cam đoan một điều nè, khi mấy chị nhận được cái bóp đẻ tiền của em, việc đầu tiên nó vô cho mấy chị 100-200 triệu như chơi. Mấy chị có từng cái bóp này nè, khi mà em đem nó về xài cho tới bây giờ nè, trong cái bóp này không là mấy trăm triệu, em không thể gài được cái bóp. Đó là lý do tại sao mà đợt hôm bữa em về 70 cái bóp. Em nói mấy chị nha, tích tắc trong một phút hết mẹ luôn. Dầu ướt có, dầu ướt lọc mẹ là 450 một chai, thì tích tắc trong một phút thôi là hết mẹ 50 cái bóp. Xong rồi khách em kiếm quá trời luôn mấy chị, thì em lại không có hàng. Cho tới ngày hôm nay nè, hồi sáng thầy gửi dầu ướt lọc mẹ về thì mới về được là 17 cái bóp. Thì hiện tại bây giờ nè, hôm nào rút thăm trúng thưởng thì cô ghim số trúng thưởng đi, để con biết mình có trúng hay không. Trời đất ơi, đủ má nó dễ mà, đâu có gì đâu mà khó. Khi mà rút thăm trúng thưởng xong là bên cô có đăng cái bài đăng, mà có đăng không Tú? Có đăng cái bài rút thăm trúng thưởng không? Ý là mỗi khi rút thăm mỗi tuần thứ năm là có đăng không?
Khi mà rút thăm đâu cần ghim, đâu có đăng mà. Bây giờ bóp đẻ tiền ai đặt thì comment giùm em bóp đẻ tiền nha. Quỳnh Hoàng nè, làm lo lên đặt hàng. Đó thì là sẽ là cho mấy chị Thịnh 399 nhưng mà là free ship. Và em dám nói một cái điều nha, cái bóp này nè, ai mà giữ tiền không được á. Mấy chị nào mà giống như là cả cuộc đời mấy chị làm, mấy chị không có dư, mấy chị Thịnh giùm em cái bóp này. Tiền bạc, tài lộc dần may nó về liền. Vòng đeo giữ tiền em Thịnh dòng ước cũng được. Dòng ước là dòng cô hay đeo nè. Dòng ước là nhiêu vậy Thi? Dòng ước giá bao nhiêu? Dòng ước là 199.000. Đây nha. Mũi cô đẹp ghê, con thích lắm cô, 200 triệu. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Trời hôm nay lên livestream mọi người khen quá trời. Mọi người ơi, khen là chính, quan trọng là chốt đơn nè. Khen là chính nha, nhưng mà quan trọng là mình chốt đơn đó mấy chị. Chứ em lên livestream mà mấy chị em chốt đơn là su cà na lắm luôn á. Tiếp theo là cái gì? Dòng ước. Thì dòng ước em đang đeo trên tay nè, nó có giá là 199.000. Chị nào đặt hàng comment giùm em dòng ước. Thì khi mấy chị đeo cái dòng ước này, em nói lại nha, mình rờ vào cái viên đá màu đen để mình ước nguyện những cái gì mấy chị mong muốn. Bóp để tiền Tiến Tàu ơi, sao lại comment số điện thoại? Cô đã nói là đừng comment số điện thoại bị giả mạo bên Gon kìa Tú ơi. Có Tiến Tàu comment số điện thoại. Mấy chị chỉ cần comment tên món hàng thôi, nhân viên em sẽ chủ động inbox cho mình. Mai mốt muốn chuyển khoản thì cứ đưa tiền là Thi chuyển thôi, đâu cần nói chuyện chi. Là sao? À thì cưng nó là sao, chuyển đi là sao? À thì chuyển đi cũng vậy luôn, cứ nó đưa tiền mặt thì cưng chụp tiền, cưng chụp tiền một hình, tiền một hình là cái tài khoản ấy ra là được. Nhẫn hồ ly dòng ước là 199, nhẫn hồ ly là 299 là mấy chị được free ship hết luôn á. Nghĩa là mấy chị mua hàng trong cái livestream ngày hôm nay mấy chị sẽ được free ship toàn bộ. Em chỉ free hôm nay thôi, ngày mai là em ráng em không có free nữa. À mấy chị ơi, khi mấy chị Thịnh bóp á, nhớ Thịnh kèm cái gói tắm 99.000 nha. Thịnh bóp là bắt buộc phải Thịnh gói tắm, tại vì khi mấy chị Thịnh gói tắm thì cái hiệu quả nó mới có. Bé Tú ơi, lại lấy cho cô gói tắm. Bé Thanh thì đứa nào lấy cho cô gói tắm đi. Cho tao hỏi đứa nào lấy hàng của tao nữa vậy? Cô Bóng Thanh nó bị khùng quá trời, ở đây có nó mấy cái này. Thanh ơi, có đây là Thanh. Có rồi. Cô bớt đẹp lại được không? Hôm nay là xấu rồi đó. Sáng giờ em tattoo nên em chưa có xăm mình. Ủa lộn, nói gì vậy trời? Sáng giờ em tattoo nên em chưa có đi gội đầu, nên em bới tóc, nói lộn mấy chị. Tự nhiên sáng giờ em tattoo nên em chưa có xăm mình là cái gì vậy trời? Chụp hình gửi rồi mà không ai hướng dẫn. Ủa fanpage sáng giờ có ai làm không vậy? Từ từ An Đoàn ơi, mình cứ gửi qua từ từ, bên cô sẽ hướng dẫn. Mình Thịnh cái đó thì mấy chị nhớ lấy kèm cái gói tắm nha, tại vì gói tắm thì chỉ có 99.000. Mấy chị là nên Thịnh kèm cái gói tắm thì nó sẽ nhanh cái hiệu quả cho cái bóp. Thì cái bóp là giá là 399 phi ship. Em để tiền xuống mấy chị ngồi live stream cho thoải mái. Cầm tiền nè.
Đó, cái này nè. Dòng ướt, bây giờ mấy chị đặt thì mấy chị cứ comment dòng ướt là nhân viên sẽ đẩy vô trong tin nhắn nha. Tại vì có nhiều chị hỏi em á là Hương ơi, cái dòng này có hên không? Mà tại sao livestream nào thấy Hương cũng đeo hết. Em nói thiệt với mấy má nha, mấy má mà đủ má đeo được cái dòng ướt bên em rồi á, là không bao giờ mấy má có cái chuyện mà muốn tháo ra. Tại vì cái dòng ướt á là cực kỳ hên. Bộ năm ong và combo tắm. Bộ năm ong là bộ năm ong nhiêu vậy ta? Hả? Bộ năm ong là 399. Giờ tao bắt đầu thấy cái kệ tiền hưu của tao, tụi bay bắt đầu tụi bay chất đồ lên rồi đó. Đứa nào vậy? Đứa nào để cái bắt đầu thấy kệ tiền hưu của tao là bắt đầu nó dơ rồi, bắt đầu tụi bay chất đồ lên rồi đó. Rồi mấy giờ đầu gói mới thấy đâu. Giờ mới thấy đâu. Má nhận tao lì chứ. Xong luôn rồi. Chị yêu, hello em đang nhẹ. Dòng ướt thì nói chung mấy chị đặt dòng ướt, mấy chị cứ việc comment giùm em. Dòng ướt, dòng ướt, dòng ướt. Sẽ có bạn đẩy mình vô tin nhắn rồi chúng ta sẽ gặp nhau trong tin nhắn. À mọi người ơi, khi mọi người nhắn tin qua để cho bên Hương hướng dẫn á, thì mọi người phải chờ nha. Tại vì cái lượng tin nhắn bên Hương rất là đông. Thì khi quý vị nhắn tin qua, quý vị làm ơn chờ giùm em nha. Chứ mấy chị đừng hối nha, hối mà chửi lồ lồn á. Nhắn tin là chờ từ từ. Bên em sẽ trả lời mấy chị. Chứ bên em không phải làm một cái công việc. Bộ năm ông Nguyễn Thị Thoảng, bộ năm ông trúng số hả? Chết mẹ rồi, còn mấy bộ vậy Thi? Nhiều bộ. Em còn 5 bộ dành cho 5 người, 399.000 một bộ. Thì cái bộ này là bộ năm ông trúng đặc biệt nè. Thì chị nào muốn thỉnh á, thì tại vì trong ngày hôm nay là em phi ship đó, cho nên mấy chị đặt mấy chị tranh thủ nha. Cái này là giá 999 nhưng mà em giảm còn 399. Bộ năm ông trúng đặc biệt thì cái này là còn đúng 5 bộ. Thì chị nào muốn trúng đặc biệt, mấy chị thỉnh giùm em bộ năm ông. Mấy chị chỉ việc comment giùm em bộ năm ông thôi. Hên lắm. Hơi bị đỉnh nha mấy má. Đẹp lắm nha mấy má. Nè. 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 Bộ năm ông và dòng ướt Ngọc Kim. Một người Lê Châu. Một người có 5 bộ phải không Thi? Có 5 bộ. Nay là phi ship nha Trinh bé. Thi mày lo mày ngồi với mày với bé Mai cười rồi nói chuyện đi. Thi tao hỏi không đứa nào trả lời. Lát vì trừ tiền rồi. Rồi lúc đó ngồi nhe răng ra cười tới Mai luôn. Nghe găng ra cửa như điện giật vậy đó. Bộ năm ông, bây giờ người ta lấy bộ năm ông quá trời rồi sao? Còn đâu ra đợi, đợi mày bán hả? Bộ năm ông có mấy bộ mấy má? Bây giờ fan để em coi mấy chị có chia sẻ không? Ủa cái chị khách cho bên nước ngoài thỉnh bộ năm ông mới gửi cho chị chưa Thi? Là không gửi cho người ta luôn hả? Fan nha, mấy má có chia sẻ chưa vậy? Không, bây giờ cái bộ năm ông em xin lỗi trước là em không có đủ rồi. Thi áp còn nhiêu bộ năm ông con? Coi coi trong áp thử coi. Là hết luôn. Còn có 5 bộ rồi mấy má. Thỉnh cái khác được không? Bích Quỳ, Lê Châu. Thôi bây giờ ai mà nhắn tin, ai mà
Đứa nào bỏ ghim comment của tao rồi? Mày chán sống rồi hả? Không phải, khách dặn tin nhắn người lạ là con bấm cái ghim rồi. Thôi ghim lại cho nè. Bộ nam âm với gì vậy? Chị có không có phần. Bộ nam âm còn có 5 bộ à đúng không mấy Thi? Alo. Còn có 5 bộ à. Ủa à? Cái ông mèo chúng đặc biệt á. Còn không? Ủa đó phải, bộ năm ông chứ. Bộ năm ông còn 5 bộ rồi. Thảo Phan bộ năm ông nè. Nói chung bây giờ mấy chị ơi, mấy chị cứ comment bộ năm ông, rồi nhân viên em sẽ đẩy mấy chị vô trong tin nhắn nha. Đẩy mấy chị vô trong tin nhắn. Cây tiền chúng đặc biệt còn không Thi? Mà cây tiền còn cây nhỏ, cây nào lấy cho cô đi cô lai. Vừa còn nhiêu lớn, còn nhiêu nhỏ, còn nhiêu à, là giờ đang ấy rồi, cây ấy rồi. Cây tiền chúng đặc biệt là nhiêu cây vậy? Cây tiền chúng đặc biệt là chúng được 2 tờ là 499.000 một cây. Nhưng mà em còn có mấy cây? 3 cây. Ai mướn mày vậy? Vậy là còn có 3 cây, lấy trên phòng em xuống đó mấy chị. Lấy trên phòng em xuống là hết luôn hả? Cái này là 499 thì cái này chúng được 2 tờ đặc biệt. Còn bộ năm ông thì chúng được 1 tờ đặc biệt. Cái này chúng được 2 tờ đặc biệt nha. Cái này thì 499.000. Nhưng mà cái này là free ship cho mấy chị trong cái livestream ngày hôm nay. Để em coi với thì nó coi. Cái này hết rồi, còn 3 cây thôi. Tại vì cái này nãy giờ không tính like mà mấy chị hỏi quá nè. Cái này là 499.000. Cây tiền chinh bé rồi nè. Cái này là em có được 3 cây nha. Ba chị nào nhanh tay mà muốn trúng được 2 tờ đặc biệt thì mấy chị comment giùm em là cây tiền nha. Tại vì em Chu Cường nè là 2 cây nè. Rồi đẩy Chu Cường vô tin nhắn luôn nè mấy đứa ơi. Rồi nha Chu Cường ơi, mình cung cấp trong cái tin nhắn số điện thoại. Mình không cho số điện thoại trên live. Em đang live stream là ở trang fanpage Phong Thủy Cải Giận Hồ Xuân Hương và trang Gon Cometic. Đó mấy chị coi like của hai trang này là không lo giả mạo. Thanh Tiền ơi, mình nhắn tin đi bên em tư vấn cho. Chinh bé vòng 108 hạt cô còn. Châu Nguyễn rồi Thi lấy gọi cây tiền rồi. Bên cô còn thỉnh hũ sáp không? Bên tao có tới 1.000 gọi hũ sáp. Thì mày hỏi ông nội tao không biết hũ nào. Tao lấy hũ sáp chét vô cái mỏ mày nha. Trời đất ơi trời. Chinh bé cô còn. Không, cái này bây giờ không có nhiều. Tại vì cây tiền này em chỉ có được 3 cây thôi. Thì một cây của nó là 499.000. Em free ship trong cái live stream này. Thì bây giờ mấy chị đặt đó, thì mấy chị comment giùm em cây tiền ha. Thì nhân viên em sẽ gọi chốt cho mấy chị. Cây tiền này là 499.000 một cây. Chị nào đặt comment giùm em cây tiền ha. Thì cây này em nói trước nha cho cô mẹo Quân Y Thi ơi. Cây này là nó kéo cho mấy chị trúng đặc biệt. Sử dụng bộ năm ông sao vậy? Khi nhận hàng chụp qua fanpage bên cô sẽ hướng dẫn. Mấy chị lấy cái này, mấy chị nhớ lấy kèm gói tắm giùm em nha. Gói tắm là 99.000. Tú ơi, con kêu tụi nó làm cho cô một cái gói tắm mới rồi Tú. Này nè, tem mới đó. Cây tiền công ly chân chi Nguyễn. Cây tiền quên quá khứ chào cô. Cái chung là mấy cái này là cho mấy vị trúng số đó. Thì nếu ai đang nợ mình trúng số là mình đã trả được nợ rồi. Rồi mày lại ghi bậy nữa rồi. Con lồn này. Con lồn Tố. Phi xếp mà mày bị gì vậy? Dán méo xẹo à. Lấy cái khác đi dán lên trên chút xíu, sức qua bên phải chút xíu. Bây giờ Phan, bây giờ chị nào đặt cây tiền thì mấy chị comment 499 em free ship cho mấy chị. Tú mày chỉ cho nó dán ngay ngay giùm tao. Tú nó dán cái gì mà méo xẹo xẹo à. Ba đến bảy ngày.
Thỉnh dòng ước rồi mình gặp nhau trong tin nhắn nha. Tư vấn thêm giúp con về Nam Mông rồi đẩy Thảo Phan vô tin nhắn luôn. Vi phạm cây tiền rồi chắc hết rồi quá. Tại vì có 3 cây à. Đây nha, cái này là cái gói tắm bên Hương thì đang giảm cho mấy chị là còn 99.000. Nguyễn Thị Thúy Kiều, cây tiền Nguyễn Thị Duyên, cây tiền Nguyễn Quế dòng ước, cây tiền Vi Phạm chứ quên quá khứ rồi chết mẹ rồi, cái cây tiền này bây giờ không có đủ. Tại vì nó chỉ có 499.000 một cây thôi. Thì bây giờ nếu mà mấy chị nào em nói thật sự thôi, giờ mấy chị em nói mấy chị nghe là nếu mấy chị đéo có nợ mấy chị đừng thỉnh. Còn ai mà đang có nợ mà mình muốn trả nợ vài 3 tỷ đồ, đôi 3 tỷ với cuộc đời đó, thì đủ má mấy chị thỉnh cái cây này về giùm em. Đảm bảo mấy chị nợ nần hết sạch. Chí Lu ơi, mình gặp nhau trong tin nhắn nha con. Chinh bé ơi, con đặt thì con cứ comment đi rồi bên nhân viên cô ấy. Tại vì bữa nay cô không có like dòng nó không còn nhiều. Thu Vân Nguyễn, cây tiền rồi đẩy Thu Vân Nguyễn vô tin nhắn giùm cô nè mấy đứa ơi. Nhấn hồ ly nè. Phải từ từ nha Tâm Nguyễn ơi, mình phải từ từ để cô coi coi cây tiền cho đến cô coi xin thầy được thêm cây nào. Ngay là được free ship đó. Ủa sao đóng tiền nhà mình nợ tháng trước là sao mấy mày? Sao vậy? Rồi sao tháng này không đóng? Sao vậy? Cuối tháng mấy mai trả nhà nha chị. Rồi sao mày kêu tôi cái chừng nào mày mới trả tiền thiếu tiền nhà cho tao? Ủa mày ở tiền nhà mà mày thiếu tiền nhà là sao? Thì thiếu tiền mà. Cô ơi con muốn thì Lộc làm ăn buôn bán thì con lĩnh gì? Ông mèo nhiêu vậy? 299.000. Má nó làm như nó nổi tiếng trên mạng lắm. Nó sợ lên like la tùm lum trên mạng. Không biết nó quen ai trên này. Chắc má nhẫn quá. Hùng ơi, nó sợ like cho má nhẫn thấy rồi đóng cửa xác vô Hùng. Ông mèo là hai. Trời nãy giờ tao kêu lấy ông mèo cho tao. Tính giờ tụi bay ngồi tụi bay chia tiền chưa đứa nào lấy ông mèo cho tao luôn á thì. Tao trừ tiền mày với Tú luôn quá. Chưa chuyển tiền mèo con cho thầy nữa. Mấy đứa ơi, là chỉ trong cái like này mới free ship thôi nha. Tắt like là không có free ship nha. Nãy giờ người ta đang like mấy cái món trúng số thì không chịu thỉnh. Hỏi tàn ngoài luôn không mà. Nãy giờ cô like mấy cái món trúng số thì không chịu thỉnh. À
dịu bỏ ơi, con thỉnh được 5 ông rồi phải không? Thì con chụp hình qua tin nhắn đi rồi cô sẽ hướng dẫn cách cho mình. Dầu vàng có trúng số không cô? Đã người ta đang like những cái món trúng đặc biệt ở trên này thì không chịu đi thỉnh những cái mà hơi mệt quá. Giờ em nói lại nha, cái này là trúng hai tờ đặc biệt, thì má nào muốn trúng hai tờ đặc biệt thì comment giùm em cây tiền nha. 499 phi ship cây tiền, comment cây tiền để trúng đặc biệt hai tờ. Cô ơi, con muốn trả nợ cô cứu con với, đưa đầu đi tao cứu một cái cho. Cô ơi, tuổi dần 1986 xin phép làm ăn thỉnh cái gì? Bên cô thì là phép làm ăn nó không kiên kỵ tuổi. Nghĩa là mình tuổi nào mình vẫn có thể thỉnh được, nó không kiên kỵ tuổi một vấn đề gì hết nha. Rồi, cây tiền em hết, 499, có mấy cây à? Qua nha. Đợi em xíu. Rồi vậy em ship về địa chỉ cũ cho chị nha. Dạ rồi, bây giờ em chốt cho chị trước ha. 549.000 nha Nhung. Ừ em nhầm, em lộ, em lộ. Rồi rồi rồi, đơn chị 499.000. Rồi em đi mai chút rồi em cảm ơn chị. Alo. Chị ơi, bên của cô chị. Nằm hút kiếm không? Không, bây giờ để em coi coi cái này bao nhiêu rồi nè. Trời, hôm nay mày mập quá, mày tao nhịn bụng mày tưởng mày có bầu không hụt. Thanh ơi, cô có nhắn tin cái số qua Thanh ơi. Dạ. Cây tiền Quỳnh Hoàng, cây tiền Ti Ti. Cô Hương ơi, chồng con chạy xe dịch vụ ế quá, con xài gì được cô? Chạy xe dịch vụ mà ế thỉnh nó mèo cho chồng mà để trên xe đi. Quắt khách, quắt tiền, kéo tiền, kéo có may mắn. Được con Hương Hảo. Mấy má ơi, đừng hỏi mấy món ngoài luồng mấy má. Má nhẩm lồn ghê. Tự nhiên giờ đang like hỏi tờ đô. Mấy má hỏi gì đâu không à. Hỏi giùm em cái gì trong gì? Mày ăn đi, mày ăn cho hết miếng nóng đi rồi đem về. Đó, mèo đồ đó mày ăn cho hết đi. Mèo bóp rồi mày ăn vòng cho hết đi đem về. Vòng hai vòng cô đeo hả? Vòng trên là vòng vòng lọc là 550 một vòng, còn vòng dưới là tới mấy triệu luôn. Đúng rồi Thành Thành, con muốn trả nợ con có thể thỉnh bóp đẻ tiền. Là con muốn trả nợ là con thỉnh bóp đẻ tiền, là bao nhiêu nợ cũng trả được. Là bị gì vậy? Là sao? Không biết.
xong đó lên lại là cái đợt trước của chị với là cái nhãn xin tớ với trả rồi đó xẹp quay hai bên hết chị. Không, nếu mà em nói trước luôn, nếu mà những ai mà mình đang không có tiền á, mấy chị đang không có tiền mà tài lộc mấy chị không có nè, vận may mấy chị không có, mấy chị muốn có tiền, muốn có, nói chung là có được cái sự may mắn nè, thì mấy chị thỉnh giùm em bóp đẻ tiền rất hơn. Hơn lắm. Rồi được không bé Thanh? Chốt được chưa? Bóp đẻ tiền Diệu Thanh. Tại vì cái bóp này rất là hên á mấy chị. Thật sự là hôm bữa em về 50 cái nha. Hết một cái mấy chị có tin không? Trời ơi khách dí quá trời luôn. Ai cũng kêu Hương ơi cho chị Thịnh bóp đẻ tiền đi. Nhưng mà là không có. Xong rồi cuối cùng á là không có được cái bóp đẻ tiền luôn. Xong rồi đợt này là thầy mới cho về được 17 cái. Bóp là 399 free ship. Mấy chị nên thỉnh thêm một cái gói tắm 99 nha. Và em dám cam đoan một điều nè, những cái chị mà mình đang nợ á, mấy chị thỉnh bóp về một cái nha. Em nói thiệt, tiền nó vô mấy chị mệt mỏi luôn. Chỉ cần mà mấy chị thỉnh được cái bóp về thôi, mấy chị sẽ thấy được là tiền bạc nè, vận may nè, tài lộc nè, nó vô với mấy chị gọi là không biết diễn tả sao, rất hên. Bóp là 399 phi ship trong live stream. À nhận được vòng ước rồi thì con đeo đi. Cái bộ năm ông trúng đặc biệt này là 399 hả thì? Bộ năm ông trúng đặc biệt là 399 nha. Cái này là dành cho những em muốn trúng 2 tờ. Còn bóp đẻ tiền á thì là nó cho mấy chị có tiền hoài luôn. Cứ một ngày nó vô cho mấy chục mà nó vô hoài, quỷ vậy đó. Khách em thỉnh bóp rất nhiều. Nhưng mà đợt bữa là hết đó nha, là khách năng nỉ. Trời, cái chân nó sừng giờ nó ghét ghê luôn á trời. Ghét. Ủa chồng tôi đâu rồi? Ừ, nãy giờ cũng thấy chưa quá. Hôm qua nhậu xong về gây lộn nữa Tú. Lát tao kể cho mày nghe. Lát tao kể mày nghe vấn đề gây lộn Tú. Thôi tào lao quá anh ơi. Biết sao gây không Tú? Cũng là nữa. Tú, mày biết sao gây không? Thôi trả lời mày. Bóp đẻ tiền Quỳnh Thị Diễm comment số điện thoại nữa kìa Thanh ơi. Bên gòn kìa Tú ơi. Bạn mới bạn mới tên gì vậy thì Hồng, con giúp giùm cô ba hai cái số nó gọi giùm cô đi. Đó hai tờ luôn, mới giúp ra gọi. Bộ năm ông gói tắm Linh Phương Lê rồi, mình gặp nhau trong tin nhắn nha. Đừng có comment số điện thoại nha mấy chị. Mấy chị đừng comment số điện thoại, mình chỉ việc comment tên món hàng thôi, là sau đó mình sẽ gặp nhau trong tin nhắn. Yeah.
Ngàn bị gì? Cái bị gì đâu. Đi để lại. Bộ giống nhau lắm hay sao mà để lại? Bạn hả? Ê Tú, nó xăm cái bông hồng này đẹp hơn cái đầu lâu phải không Tú? Hả? Mà cái này đẹp hơn không? Nguyễn Thị Đường, con buôn bán quần áo nên thỉnh cái gì để có tài lộc đúng không? Con buôn bán quần áo là con thỉnh giùm cô là ông mèo. Ý là bây giờ chị lấy cây tiền với lại gì nữa? Rồi, thì con lấy cái tấm không? Tự nhiên lớp hồng tôi cho tô màu, tự nhiên cứ nhắn tin bà cô kêu đừng cho tô màu. Mọi người ta đang nghiền luyện hết. Bóp đẻ tiền là ngẫu nhiên con ơi, không có lừa mèo. Ủa Thi, cái này đi hết cái lạc lô lô hàng bóp bóp của thầy đi hết chưa? Alo chị ơi, 299.000 á. Còn nhiêu cho má coi thôi. Dạ. Bóp đẻ tiền là ship ngẫu nhiên, tại vì là bóp phép. Em chốt cho chị luôn nha. Đơn chị tổng cộng là 1.197.000. 1.197.000. Tài quen với Thanh này là vé mới đi. Rồi chị ơi, ý là đơn hôm bữa khác, còn đơn hôm nay khác. Hôm bữa là chị đặt gì? Chị tài lên cái mới chị một cô con. Trời ơi, tôi bay cái chỗ tao like dơ hầy vậy, chắc tao trừ tiền tôi bay quá. Đơn đơn em đi chị ơi, bây giờ chốt chị đơn đi nha. Một cây tiền, một cái bớt hay có tấm là tổng cộng 1.197.000. Tụi tao thấy không, thấy dơ cho trừ tiền quỷ Tú quá. Chị ơi, em chốt đơn rồi đó. Trời đất ơi, nãy giờ em nói 3 lần rồi. Cái bóp với lại cây tiền với 2 gói 8 em chốt đơn. Cô ơi, con đi làm nhà xa, con nên thỉnh cái gì hả? Làm nhà xa đúng không? Thì có thể thỉnh là mẹ VIP 5 vòng, vòng ước. Mấy chị mà thịnh gói tắm không á thì là 2 gói mới được free ship nha, 1 gói là không có free cái quần què gì hết. Em tính qua Facebook like nè, mấy chị like mình đi chán. Mẹ mẫu nhìn trang nghiêm quá. Dạ em cảm ơn. Đội ơn mấy chị, cho mấy chị ghé bàn thờ nhà em nha. Đó, ai xin lọc xin đi. Đây bàn thờ tổ đây. Chị nào có xin lọc thì xin đi. Chị nào có xin lọc comment xin đây. Alo chị ơi, cô Hương nè. Ông mèo là nhiêu vậy Thi? Alo. Ông mèo là 299 đó mấy chị. Tao tính đi cạo đầu cái tóc của tụi bay. Cạo đằng sau, đằng trước cạo xong cấy cho nó ra tới đây cho mình đẹp, cho tóc nó dày cái tới đây nè, nhìn mình trẻ. Cái xuống tụi mày luôn vợ, đẹp hơn. Vô duyên. Cạo phần nữa. Chị nào xin lọc thì comment xin đi nha, chia sẻ live stream like trên fanpage xin lọc đi mấy chị ơi. Chết rồi, thả tim kìa. Cái gì vậy ba? Con làm công chức nhà nước kèm bán hàng online, thỉnh bóp đẻ tiền được phải không cô? Chết, mày thỉnh đi tiền về nó đè mày chết. Làm công chức với bán hàng online mày thỉnh bóp đi, rồi tiền nó về nó đè mày chết. Không biết rồi. Giờ đang nghe hụt cháu còn ngon phải chưa? Hôn đi tới gây lộn.
Hết thèm gì bà? Tự nhiên hôn con xong kêu hết thèm, giỡn mặt cái tao hay gì á. Cho con xin lọc tổ rồi, cho lọc mấy chị nha, nhã vía cho mấy chị lọc. Phải thỉnh phép, mấy chị phải thỉnh phép. Bàn thờ tổ đẹp quá, dạ em cảm ơn. Nó Kim Thanh đang nghe điện thoại đó. Cho con xin lọc tổ, cho con xin lọc mẹ. Cô ơi, con làm bất động sản mà chưa có khách, con nên thỉnh cái gì? Thỉnh cô về đi con. Nói giỡn chứ thỉnh mèo với bóp rẻ tiền. Phải mấy chị em làm biến like với mấy chị ơi. Ủa hai đứa đang gọi like hả? Vòng ước đeo tay hả? 199 ngàn. Thì nói chung mấy chị nào muốn xin lọc tổ, mấy chị comment xin lọc tổ nha. Cho con mua cái bóp giữ tiền. Comment bóp giữ tiền đi rồi sẽ có người đẩy con vô tin nhắn. Rồi tụi mình sẽ gặp nhau trong đó. Con làm chăm sóc da thì thỉnh cái gì? Nói chung mấy chị làm cái lồn què gì mấy chị cũng thỉnh bóp rẻ tiền giùm em đi. Tại vì nó sẽ rẻ tiền ra. Hai mốt gửi gì vậy thì mày ngó ghê vậy, có bị có quất nhớ mày ngó ghê vậy. Mỹ Linh vòng vòng may mắn 500 mấy đúng không nè, dòng bi nhỏ màu vàng đó, chuyển khoản trước. Nói chung mấy chị nào muốn xin lọc tổ thì mấy chị xin bóp rẻ tiền là 399. Thôi ship cho khách luôn đi Thanh ơi. Thanh xếp thì khỏi cổng được. Nè nha, cái cục sạc pin hết pin nè, tao chỉ cần tao đang like mà cái cục sạc pin nó tắt một cái là con Tú với con Thanh bị trừ tiền sảm luôn nè. Con Tú, cái cục live stream nó chuẩn bị hết pin. Con Tú, tao chỉ cần đang live mà nó tắt một cái là hai đứa bay su cà na. Su cà na xí mũi vô sổ lần thứ hai. Trời đất ơi, chưa tới 10 tay mà nó đã hai lần trong sổ. Mày biết thấy nó đỏ rồi nè mày ơi. Hùng bé Mai có bầu, tưởng mày có bầu không? Mày ăn gì bụng mày bự ghê vậy Hùng? Có tại ăn xong ngồi. Dạ không, ăn xong nằm đi. Ngồi lớn nằm đi. Nằm vô hết bự. Sao bụng mày bự vậy hả Hùng? Bụng bự sao mới mày ẵm con được Hùng? Có cái đầu. Hả? Đâu được. Ẵm sao? Ẵm sao? Ẵm bình thường. Có biết ẵm. À
À, cái Zalo mà xem bói của em á là 0937375233. Mấy chị mà muốn xem bói thì mấy chị có thể kết bạn với cái Zalo đó. Thì cái phí xem của em á là một người là 1,5 triệu ha. 0937375233. Ủa trong like số người ta comment chốt được mà sao rồi? Con muốn trúng số mua cho nhà. Phi Nguyễn, con phải đặt lịch trước, con tính qua cô để làm cái gì? Kiểm tra lại mấy số đã gọi đi. Kiểm tra là mấy số đã gọi đi, mấy số trong nhóm gọi like đó. Nãy giờ like có tiếng chưa? Tiếng chưa Tú? Hả? Gần tiếng rồi hả? Ủa sao gọi được có 3 đơn? Một tiếng đồng hồ luôn mày. Một tiếng đồng hồ rồi. Lan tiếng đồng hồ rồi. Nhẫn hồ ly là giá 299 ngàn. Mình đặt hàng thì mình cứ comment số điện thoại. Qua Facebook thử không Tú? Tắt nha, tắt phong thủy hả? Hay sao? Da con bị á sừ là cái gì ta? Á sừ là cái gì? Không hiểu. Á sừ là cái gì vậy mấy chị? Em mới á sừ là gì hết trơn á. Muốn trúng số thì có thể thỉnh cây tiền, hoặc là bóp tẻ tiền, hay là bộ năm ong. Có chứ, angle tròn khách của cô bên nước ngoài nhiều mà.
Hơi bye mấy chị nha, hẹn mấy chị tối mai 7 giờ.